Huỳnh Xuân, Huỳnh Mai, Trúc Linh, Thùy Linh, sự trở lại của hai nhà vô địch tài năng và lanh lợi, bên tám lạng bên nửa cân. Khách mời nữ diễn viên hài cá tính đa tài Phương Lan sẽ phải vò đầu bứt tóc, khó xử như thế nào khi họ thử thách cùng với ai hiểu ai hơn. Còn biết đây là ai không nào? Dạ, bà Tuế. Giỏi, chính xác. Và đây là ai? Ai ô. Nàng tiên cá. Bên đây ghi nước ngọt. Bên đây ghi cà phê chữa. Thử tài thách trí. Tài năng song sinh. Và còn rất nhiều chia sẻ khác đến từ hai cặp chị em tuổi nhỏ tài cao này. Chúng ta sẽ cùng đón xem ngay sau đây. Hoa Đáp Bơ xin nói chào quý vị đang đến với chương trình Bí ẩn song sinh. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và sẽ được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Đây chính là chương trình game show duy nhất tại Việt Nam để tạo được một sân chơi bổ ích và ý nghĩa, và đặc biệt là những phần thử thách dành riêng cho những cặp sinh đôi. Ngay sau đây xin mời quý vị chào đón một nữ diễn viên rất xinh đẹp và đầy tài năng, đó chính là diễn viên Phương Lan. Xin mời. Cái gì vậy? Ai chồng em? Hôm nay em tới chương trình này nè. Ừ. Đáng lẽ là em biết em là khách mời, em ra phải vui đúng không anh? Đúng rồi, vui lên, bữa nay thứ bảy mà, vui lên. Đúng rồi, nhưng mà vô tình em tới ngay đúng chương trình Bí ẩn song sinh, em mới nhớ tới câu chuyện của em. Em vui không nổi. Hả? Anh có biết diễn viên Võ Ngọc Tân không? À, Ngọc Tân, Ngọc Tiến là hai anh em sinh đôi. Đúng rồi. Người quen, người nhà của chương trình Bí ẩn song sinh đã từng tham gia rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Bạn thân của em. Cái ngày hôm đó em mới gọi điện thoại, em rủ Tiến ơi, 7 giờ là bạn qua nhà bạn đón tôi đi chơi. Ok, cái chạy qua. Lên rồi. Luôn. Không, em lên, nhưng mà cái người chở em là Võ Ngọc Tân nha. Kỳ vậy? Mà em không biết. À. Xong rồi cái hai anh em đi chơi rất là vui vẻ luôn. Vui luôn. Vui vẻ tuyệt vời luôn. À. Đi chơi tới tối, xong rồi về rồi chào tạm biệt, rồi nói là lần sau đi chơi nữa nha. Về cái em mới nhắn tin cho thằng Tiến. Em nói trời ơi, hôm nay hả đi chơi với bạn vui quá rồi nè. Cái giận em anh, chở đi chơi hả, cuối cùng hả bắt ta đợi hả muốn chết luôn. Cái em giận ngược lại luôn anh. Kiểu xạo em á, nói thôi bạn diễn tôi không thích vậy, em giận ngược lại luôn. Xong cái sáng mai dậy em đi làm. Em vừa mới bước xuống dưới nhà, cái mẹ mới nói là ủa sao hôm qua con hẹn bạn đi chơi gì mà sao để bạn đứng chờ mòn mỏi luôn. Trời đất xong ơi. Rồi cái bạn giận mày đi về. Khi mà em nghe cái câu đó xong á là em biết là không phải Tiến nó diễn mà là em sai thiệt. Xong cái em mới lật đật em gọi điện thoại nó. Giận em luôn anh. Trời. Giận luôn, giận tới giờ luôn. Mấy năm mà chưa bỏ luôn. Không, mới tuần trước thôi. Mấy à? Năm à. Cho nên là hồi nãy khi mà vô tình tới cái chương trình này em mới sực nhớ tới câu chuyện đó, anh hiểu đó, không? Đó, bởi vì rút kinh nghiệm kìa, sao mà đi chơi với chị em hay anh em song sinh á, mình kêu tên, mình xưng tên. Tại vì thân quá cho nên kêu tôi với bạn không mà, hiểu không? Nhưng à. Mà thiệt mà nhiều khi anh nhìn nó nhận ra không? Không. Bởi vì em thắc mắc là song sinh là có cái gì bí ẩn, làm sao để nhận biết được. Mà kể từ khi anh làm chương trình Bí ẩn song sinh, mất hồn luôn tự nhiên kinh nghiệm anh lên đầy mình em. Kinh nghiệm không? À, kinh nghiệm. Nhưng mà dù kinh nghiệm cỡ nào, cứ mỗi lần bước qua mỗi tập lại là một điều mới được xuất hiện. Sẵn sàng nha. Sẵn sàng. Ưu tiên cho em luôn, ngày hôm nay anh mời đến đây hai cặp song sinh đã từng đạt được giải nhất của chương trình Bí ẩn song sinh. Và đương nhiên đã là những đội mạnh thì khi mà họ đụng độ nhau là coi như nảy lửa luôn. Ngay sau đây xin mời Phương Lan và quý vị khán giả chào đón cặp đôi đầu tiên, hai chị em Huỳnh Xuân, Huỳnh Mai. Xin mời. Bị dẫn điểm trước Thanh Thi, Thanh Thảo, nhưng chính những động tác uyển chuyển dẻo dai cùng nỗ lực tập luyện trong một màn trình diễn đương đại nhiều cảm xúc, chị em Huỳnh Xuân, Huỳnh Mai đã chiếm trọn trái tim của khách mời diễn viên hài Duy Khương. Cả hai sẽ mang đến cho khán giả phần trình diễn bất ngờ thú vị như thế nào trong tập tiếp theo. Chào mừng tụi con quay trở lại với Bí ẩn song sinh. Cảm xúc như thế nào nào? Dạ, cảm xúc của con rất là háo hức. Mục tiêu của tụi con ngày hôm nay là điều gì? Để trình diễn nghệ thuật. Ồ, con muốn tham gia vào trình diễn nghệ thuật. Như vậy tụi con đã đầu tư vào tiết mục của mình đúng không nào? Quay trở lại là phải lợi hại hơn xưa. Đúng. Cho nên là rất là mong sẽ được xem cái phần trình diễn nghệ thuật của hai bé. Như vậy thì thể hiện sự quyết tâm của mình ngày hôm nay đi. Yeah. Hey. Đó, dậy gần chưa?
thấy chưa? Chuyên nghiệp chưa? Quyết tâm là ta phải như vậy. Cảm ơn tụi con, mời tụi con về vị trí của mình. Và ngay sau đây sẽ là cặp đôi tiếp theo, Trúc Linh và Thùy Linh. Giọng ca trong trẻo, cử chỉ duyên dáng, chị em song sinh Trúc Linh, Thùy Linh đã mang đến một hình ảnh hết sức Việt Nam trong bài hát Mẹ. Nhận về 50 điểm thuyết phục từ khách mời ca sĩ Miko Lan Trinh. Liệu với sự trở lại tuần này, cặp song Linh có làm được điều tương tự đối với khách mời Phương Lan hay không? Hãy đón chờ xem ngay sau đây. Chào mừng tụi con quay trở lại với Bí ẩn song sinh. Và cảm giác của buổi chiều tối ngày hôm nay như thế nào nào? Dạ, con thấy vui và hào hứng. Ừ, thấy chưa? Song sinh giống nhau từ ngoại hình tới lời nói luôn. Nói là rành rọt cùng một lúc luôn. Và cái mục tiêu quay trở lại Bí ẩn song sinh ngày hôm nay của tụi con là gì nào? Gặp lại chú Hoàng Rapper. Và ngày hôm nay cô Phương Lan cũng sẽ đánh giá và cho điểm tụi con, nên hãy thể hiện thật tốt. Xin mời Song Linh quay về vị trí của mình. Ngay sau đây sẽ là thử thách đầu tiên được mang tên Ai hiểu ai hơn. Thần giao cách cảm, một trong những khả năng đặc biệt mà chỉ những cặp anh, chị em sinh đôi mới có được. Ngày hôm nay, cùng đón đợi những màn bắt sóng suy nghĩ đầy bất ngờ của cả hai cặp người chơi qua việc cùng trả lời nhanh 5 câu hỏi xung quanh cuộc sống của chính họ. Mỗi câu trả lời trùng khớp được cộng 10 điểm, không trùng khớp bị trừ đi 10 điểm. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng những bộ đề ở trên bàn rồi. Lần lượt từng đội chơi sẽ trải qua những câu hỏi đến từ Hoàng Rapper hoặc là của Phương Lan. Và bây giờ em sẽ tặng cho mỗi đội 20 điểm để bắt đầu phần chơi thứ nhất. Ngay sau đây, cô Phương Lan, cô chọn đội nào ra thi trước? Đội này đi. Xuân và Mai đã sẵn sàng ở vị trí của mình. Đây là công chúa tóc mây. Tụi con biết đây là ai không nào? Dạ, bà Tuyết. Giỏi, chính xác. Và đây là ai? Ayo. Nàng tiên cá. Rồi, tụi con lắng nghe câu hỏi của chú nha. Ai trong số 3 nhân vật hoạt hình này là nhân vật mà cả hai chị em đều không thích nhất? Thích nhất thì dễ rồi đúng không nào? Đúng rồi. Nhưng không thích nhất trong 3 người này cơ. 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Công chúa tóc mây, công chúa tóc mây, tuyệt vời. Hay quá. Chúc mừng tụi con. Câu hỏi thứ hai, loài hoa nào mà cả hai bé đều thích nhất? Hoa hồng, hoa đồng tiên, hoa cúc. Chà, cô hoa ba loại hoa, loại nào cũng đẹp hết. 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Hoa hồng thì ai mà chẳng thích. Một câu đố quá đơn giản rồi, quá dễ. Và ngay sau đây sẽ là câu hỏi tiếp theo. Organ, guitar, trống, cả hai đều không thích học môn nhạc cụ nào nhất? Chuẩn bị 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Bên kia ghi gì vậy hả? Cái trống. Bên đây một chữ à? Nó cũng giống là chữ trống. Tại sao vậy? Tại sao lại không thích học môn trống? Tại vì con thích cái organ. Với lại bạn này thích cái guitar, nên con nghĩ là hai đứa đều ghét trống. Vậy hả? Biết gì cái thói quen hàng ngày. Cả hay, chúc mừng các con. Và câu hỏi tiếp theo. Mẹ thường hay dẫn tụi con đi ăn món nào nhất? Bánh donut. Món thứ hai là bánh quy. Món thứ ba là bánh kèm. Mẹ hay dẫn đi đâu ta? 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Bên kia ghi gì vậy hả? Bánh kèm. À, còn bên đây ghi là bánh quy. Không thích ăn bánh hả? Không. Trừ 10 điểm rồi, thật là đáng tiếc. Và bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho cả hai bạn Xuân và Mai. Các bạn đều mong muốn được mẹ mua nhất là món nào? Đầu tiên sẽ là xe đạp, thứ hai là ván trượt, thứ ba là giày patin. 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Bên đây ghi là giày patin. Bên đây cũng là giày patin. Yeah, hai bạn trả lời rất là trùng khớp với nhau. Tại sao tụi con chọn là giày patin là món mà mình mong muốn được mua nhất? Tại vì con có rồi nên con muốn mua lại đôi khác. Còn vậy luôn hả? Con có rồi, bạn kia có không? Dạ có. Con có không? Cả hai cùng màu hay khác màu? Dạ khác màu. Khác màu, con màu xanh, nó màu vàng. Sai mất một cái, không trùng khớp một cái. 4 cái trùng khớp là 40 điểm. À, không trùng khớp thì bị trừ đi 10 điểm, là tụi con còn 30 điểm. 30 điểm cộng với 20 điểm tặng của cô Phương Lan nữa là tụi con có 50 điểm. Chúc mừng hai bé Xuân và Mai. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với phần dự thi tiếp theo của hai chị em Trúc Linh và Thùy Linh. Linh. Ngay sau đây sẽ là phần thi đấu của hai chị em Thùy Linh và Trúc Linh. Câu hỏi thứ nhất, thức uống mà cả hai đều thích nhất. Món đầu tiên là nước ép ổi. Thứ hai là nước ép xoài. Thứ ba
là nước ép cam. Loại nào đây, loại nào đây? Xin mời đáp án. Nước ép cam. Bên đây là nước ép cam. Trung khớp. Lan, thấy hai bé có gì lạ lạ không? Có, em tính hỏi liền luôn. Tại sao bạn bên đây lại đeo mắt kính, còn bạn bên đây lại không? Dạ, tại vì chị con đứng hay đứng gần tivi, cho nên là bị cận, con không bị cận. Chúc mừng hai con với đáp án đầu tiên trùng khớp. Câu hỏi thứ hai, món đồ nào mà hai con thích mua nhất? Đầu tiên là cái kẹp tóc, cái thứ hai là cái buộc tóc. Oh. Và cái cuối cùng là cái cài tóc. 3, 2, 1, xin mời đáp án. Bên kia ghi gì vậy hả? Cái cột tóc. Bên đây ghi cái cột tóc luôn. Oh. Wow. Tụi con tóc dài nên tụi con thích mua cột tóc. Còn mấy cái kia tụi con có xài không cưng? Dạ có. Cũng xài luôn hả? Dạ. Tụi con thích màu gì? Dạ màu đen. Cũng thích luôn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ ba. Có 3 loại thức uống, thì loại nào trong 3 loại này mà các bé không thích nhất? Đầu tiên, cà phê sữa. Thứ hai, trà. Thứ ba, nước ngọt. 3, 2, 1, xin mời đáp án. Bên đây ghi nước ngọt. Bên đây ghi cà phê sữa. Không trùng khớp rồi. Ây chà. Tại sao, tại sao? Dạ, tại vì uống nước ngọt nhiều thì răng thì sâu. Còn con, bao giờ uống cà phê sữa chưa? Dạ rồi. Rồi con thấy cảm giác trong người như thế nào? Dạ, thấy nó khó uống. Đáng tiếc bị trừ 10 điểm rồi. Và câu hỏi tiếp theo, bộ môn thể thao nào hay là vận động nào mà cả hai con đều thích chơi nhất? Đầu tiên đó chính là nhảy dây. Nhảy dây. Tiếp theo đó chính là bánh đũa. Và cuối cùng đó chính là cầu lông. Anh thích chơi nào nhất nè? Bánh đũa. Em nói thì em ghi liền. 3, 2, 1, xin mời đáp án. Tụi con thích chơi, bên đây ghi là cầu lông. Bên đây cũng là cầu lông. Hay quá. Hay quá, tụi con đã từng chơi rồi đúng không nào? Dạ. Chúc mừng các con với câu trả lời trùng khớp này, tuyệt vời. Nào, hai con cố gắng với câu hỏi cuối cùng nha. Tụi con đang ở chung phòng hay khác phòng? Dạ, chung phòng. Chung một phòng đúng không nào? Như vậy, trong căn phòng đó, hiện tại chưa có món đồ vật nào với 3 phương án sau đây. Đầu tiên, đĩa CD. Thứ hai, tai nghe. Và thứ ba, truyện tranh. 3, 2, 1, xin mời đáp án. Bên đây ghi là đĩa CD. Bên đây cũng là đĩa CD. Tuyệt vời. Hay quá. Yeah, dễ thương quá. 4 câu trùng khớp, 1 câu chưa trùng khớp. 40 trừ 10 còn 30. 30 cộng với 20 điểm tặng của cô Lan là 50 điểm. Chúc mừng tụi con, 50 điểm. Như vậy là kết thúc vòng thi đấu đầu tiên. Cả hai đội đều rất xuất sắc, nhận được mỗi đội 50 điểm. Tỷ số đang cân bằng. Và không biết là sau khi kết thúc vòng thi đấu tiếp theo thì phần lợi thế sẽ nghiêng về đội nào đây? Bởi vì đội đó sẽ được cộng thêm 30 điểm nếu như đội đó nhanh hơn hay nhiều hơn. Đó chính là vòng thử thách thử tài thách trí. Thử tài thách trí tuần này có luật chơi như sau. Một người sẵn sàng tại và xuất phát, xoay tại chỗ 5 vòng liên tiếp. Sau đó, mang theo tháp ly di chuyển hình zigzag, vượt qua các chướng ngại vật đến gặp người đồng đội tại điểm chờ tiếp theo. Tại đây, người chị em song sinh thực hiện thử thách xoay vòng cũng như vượt chướng ngại vật để mang lá cờ về đích. Kết thúc 2 phút, cặp chị em nào phối hợp mang về được nhiều lá cờ hợp lệ hơn sẽ tích lũy thêm 30 điểm. Cặp thua không có điểm. Sẵn sàng nha các bé. Cố lên. Tất cả đã sẵn sàng. Nghe hiệu lệnh của cô Phương Lan là mình cùng xuất phát nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi, xoay tại chỗ 5 lần nè. Xoay tại chỗ 5 lần. Cố lên. Rồi. Hợp lại, cầm cái mâm đi nè. Cẩn thận có chừng cái ly rớt. Cột cái ly xuống là phải lại đi lại từ đầu, là uổng lắm nha. Hay quá, rồi tuyệt vời, đúng rồi. Rồi lập tức quay lại. Đúng 5 lần. Rồi, chui, nhanh lên, bị kẹt, chưa hợp lại, bị kẹt, con phải chui qua hẳn luôn, phải chui qua hẳn, cắm lại đi. Rồi, cắm lại. Rồi, tiếp đi. Cẩn thận. Chui, ráng lên con. Nhanh lên. Cố lên. Rồi, hay đó, quá. Đó, đúng rồi, giỏi.
các con phải áp dụng đúng luật chơi. Nếu như chúng ta quên xoay hay là bỏ qua bất cứ một công đoạn nào là sẽ bị tính không hợp lệ. Rồi khi mà cắm xong là mới xoay nào. Đúng rồi, rồi xoay đúng đi con rồi. Giỏi lắm, tiếp tục nào. Xoay đi con, xoay đi con. Nhanh lên. Chuẩn bị. Ờ, đó, xoay xong mình nhớ cầm cờ. Như chiếc xoay xong mà không cầm cờ mà chưa quá quên cờ, trời ơi, chết luôn á. Uổng lắm. Rồi, chưa hợp lệ, con phải vừa qua đích. Con vừa qua dạch đây, đúng rồi. Vẽ đây dạch để làm gì? Rồi xong, chấm không xoay. Chấm thử đi về. Chui, mà phải chui qua hết nha. Chui qua hết luôn. Đúng rồi, cắm đúng rồi, giỏi. Rồi, chạy về tiếp. Ráng lên nào, Nhanh lên. Còn những giây cuối cùng, cố gắng lên. Hay quá, trời ơi. Vừa qua mất. 3, 2, 1, hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kết quả xem là hai đội có được bao nhiêu lá cờ hợp lệ. À, thấy số lượng cờ bên đây có vẻ sum tụ quá nha. Bên đây nó bị nặng hơn nè. Nặng quá, chừng nặng luôn. À, trước khi đếm phần đếm cờ á, thì con là con thấy khó chỗ nào? Thì thấy chỗ chui qua là khó nhất. Con gái con thấy cái quá trình mình làm khó nhất chỗ nào? Dạ, khó nhất là cái lúc mà đẩy cái ly ra đây thì con thấy là nó hay bị rớt á. Ờ, giữ thăng bằng nó khó hơn. Bên đây thì đó, anh nhìn cái số cờ thì em nghĩ là chắc chắn cái điều đầu tiên phải hỏi là bí quyết làm sao mà hai con lại có thể đem lại cho đội mình nhiều cờ đến nhà. Dạ, tập trung hay là tập trung. Rồi vậy thì cái lúc mà con cầm cái ly á thì con thấy là nó có khó để mà giữ thăng bằng không? Khó chơi lắm. Con chui con thấy khó không? Dạ không, dễ. Em để ý là chui rất nhanh. Ừ, chui cực kỳ nhanh luôn. Nhỏ người mà chui như con chuột vậy đó. Nhanh lắm. Như vậy thì bình thường tụi con có hay chơi thể thao chung với nhau không? Dạ có. Môn gì nào? Dạ cầu lông bóng rổ. Trời ơi, cầu lông bóng rổ, trời ơi, toàn là sức rất là khỏe. Như vậy sau khi tham khảo được công nghệ chiếu chậm thì chúng ta đã xác định được số cờ hợp lệ. Trúc Linh và Thùy Linh, chúng ta hiện tại đang có 4 lá cờ trên đây, nhưng chỉ có số cờ hợp lệ là 3 lá cờ. Chúc mừng các con. À, như vậy đã có 1 lá chưa hợp lệ khi mà bỏ bớt một cái công đoạn, đó là xoay. Còn tụi con? Dạ 9 lá. 9 lá cờ. Có những lần tụi con xoay tại chỗ chỉ có 3 hoặc 4 lần thôi à. Cả ban tổ chức bao nhiêu con mắt vô để đếm, tụi con có đếm, còn xoay có đủ không? Có anh không? Có anh luôn. Anh mở to mắt lắm em. Thì số cờ hợp lệ của hai bé Huỳnh Xuân và Huỳnh Mai là 2 lá cờ. À, uổng quá, uổng luôn. Trời, tụi con xuất phát rất nhanh. Đúng rồi, làm em rất tốt. Thôi, vậy mà nãy giờ em tưởng là kiểu là xoay đủ rồi, 9 lá rất là nhiều luôn. Mà dù sao tinh thần thi đấu tụi con là rất tuyệt vời. Với 2 lá cờ hợp lệ đối đầu với 3 lá cờ bên đây thì mình đang hơi bị bất lợi. Không sao, cố gắng lên nhé. Và với 3 lá cờ này, chúc mừng tụi con, 30 điểm từ Phương Lan đã thuộc về tụi con. Kết thúc vòng 2, tỷ số bây giờ là 80-50. Lệ thế đang nghiêng về cho Song Linh. Chúc mừng các con. Nhưng đừng chủ quan, bởi vì đội bên đây rất mạnh. Họ có thể dễ dàng vươn lên, bởi vì phần thi đấu tiếp theo sẽ là phần thể hiện được sở trường của từng cặp đôi. Đó chính là tài năng song sinh. Và đây, xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với Bí ẩn song sinh. Và bây giờ sẽ là vòng thi cực kỳ căng thẳng, bởi vì cả hai đội ngày hôm nay là hai đội đã từng đạt được giải quán quân. Ngay sau đây sẽ là phần thi đấu của cặp đôi Trúc Linh và Thùy Linh. Xin mời. Chú bộ đội ngày đêm sẵn sàng
quá dễ thương. Lần đầu tiên em được gặp hai người lính hải đảo mà là hai cô gái đáng yêu như vậy. Dễ thương quá, chất giọng rất là trong trẻo và ngọt ngào. Mình chơi trò chơi mình hơi mệt, cái chữ lắm á, em nghe nó hơi bị sét nhẹ nhẹ tí xíu. Đó, sét nhẹ nhẹ là bạn này nè, đúng không? Là con nè. Rồi, nhưng mà tổng thể thì đây là một tiết mục đáng yêu, bởi vì một phần nào nó gợi nhớ cho cô về cái tuổi thơ. Tuổi thơ cũng đã từng đi hát giống như là tụi con vậy đó. Tại sao tụi con lại chọn bài hát này? Thì trong lúc mà suy nghĩ bài hát để đi thi thì tự nhiên con nhớ là cái bài hát này ca ngợi về tổ quốc cho nên con hát. Còn nhỏ tuổi, rất là trẻ nhưng mà đó là cái ca ngợi tổ quốc quê hương của mình. Tụi con đã bao giờ biểu diễn cái bài hát này ở ngoài chưa? Ở nhà văn hóa con đi thi cho khu phố. Và đây cũng chính là áp lực rất là lớn dành cho cặp đôi còn lại. Đúng không rồi. Không biết là tiết mục tiếp theo sẽ như thế nào đây. Xin mời quý vị đến với phần trình diễn của hai chị em Huỳnh Xuân và Huỳnh Mai. Tuyệt vời, cảm ơn tụi con. Ngày hôm nay cái múa đương đại này có động tác nó còn chuyên nghiệp hơn so với hồi trước nữa. Khi mà hai bé bắt đầu á, đã thấy được cái thần thái rồi. Mỗi người là một cái gương mặt thể hiện thiện, một mặt ác liền. Nào, đây, gương lại, mặt lại nè. 2, 3, 1. Thiện nè, thiện nè. Thiện nè. Nè, thiện nè. Ờ, đó. Thiện ác nè. Thiện ác nè. Đó. Ghê chưa? Đôi môi là thể hiện hết rồi. Ở cái lứa tuổi của các bé như vậy mà để có thể biểu diễn một cái bài mà nó khó mà trên cái nền nhạc nữa thì em thấy là rất là xuất sắc. Hài lòng với tiết mục của mình không? Dạ hài lòng. Nếu mà hài lòng, thể hiện sự hài lòng đó với người chị em của mình đi. Mình làm sao nè? Yeah, yeah, yeah. Một trong hai đội sẽ về nhất ngày hôm nay. Đó là đội nào? Tùy thuộc vào những ý kiến đến từ nghệ sĩ khách mời Phương Lan. Và quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Hồi hộp quá đi, hồi hộp quá đi. Không biết sự lựa chọn và quyết định của Phương Lan sẽ như thế nào đây. Đây là một cái tiết mục mà như em nói lúc nãy, gợi cho em về cái tuổi thơ của em hồi đó. Và hình ảnh hai người hải quân mà mặt váy rất là xinh xắn, hát cũng dễ thương, múa cũng dễ thương. Nhưng mà riêng về cái tiết mục ở bên đây, về thần thái nè, động tác, về chuyên môn rất là cao. Cho nên là em mới đắn đo, em suy nghĩ. Nếu mà thiên về cái nghệ thuật và chỉnh chu thì cái tiết mục của bé Huỳnh Xuân và Huỳnh Mai có nhỉnh hơn một chút xíu. Cô quyết định là sẽ tặng 50 điểm cho tiết mục chỉnh chu. Yeah, Huỳnh Xuân và Huỳnh Mai, chúc mừng tụi con. Yeah, mừng không, mừng không? Không sao, dù sao tiết mục của tụi con cũng là tiết mục rất là đáng yêu. Và thật sự là cô nhớ về tuổi thơ của cô nhiều lắm. Và bây giờ sẽ là giải nhì với 80 điểm. Tụi con nhận được số tiền thưởng là 8 triệu đồng. Xin mời Phương Lan. Đây, xin trao cho tụi con. Chúc mừng hai chị em, Thùy Linh và Trúc Linh. Còn đây, trời ơi, 100 điểm nặng tròn. Nặng đẹp, nặng. Ôi, nặng quá, nặng. Nặng nè, khinh dùm chú rồi, phải nặng. Khiên nè, hà nè. Phương Lan, Phương Lan đã trao giải đây nhất cho đội của Huỳnh Xuân và Huỳnh Mai. Hy vọng là đây là những món quà sẽ giúp cho các bé càng ngày càng học giỏi, chăm ngoan. Cảm ơn Phương Lan rất nhiều. Em cũng xin cảm ơn chương trình đã cho em có dịp đến đây để mà tham gia, cũng giống như là vui chơi với lại các cặp song sinh. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Bí ẩn song sinh được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và sẽ được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Và Đô Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play hoặc App Store. Khán giả tại Hà Nội đã có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh. Ngày hôm nay, một ngày rất đặc biệt khi chúng ta đang cảm nhận cái sự se lạnh của mùa Noel, nhàn sắc của các cặp trời. Em cũng nghĩ vậy đó.